Vâng, đây là cái ổi số 1 nhé. Đấy, đây là ổi la rí nha anh em. Nè, trái lên rất là nhiều luôn, rất là nhiều trái luôn này. Đấy, anh em thấy không? Đấy, rất là nhiều trái nhá. Đấy, hàng đẹp long lanh này, gốc rễ khô nằn lên cực kỳ to luôn nhá. Đấy, rất là nhiều trái luôn này. Anh em mua về chơi là phải suy nghĩ gì hết nè. Đấy, cây rất là sung tốt nhá, tàn tứ diện nhá. Hoành gốc thì được gần 30 nhá, chiều cao cây khoảng độ 50 phân. Nè, đấy, rất là đẹp luôn. Đây, để em quay xa ra để cho anh em và các bạn thấy nhá. Đấy, đấy, rất là đẹp. Đấy, đây là cái số 1 nhá. Đấy, nó chỉ có 3 cây, vườn em chỉ có 3 cây thôi, nên em không có đánh số. Đây là cái số 1 nhé. Rất là đẹp luôn, đối với anh nào thì mỗi con sai nha. Đấy, đây là cái số 1. Vâng, còn đây là cái số 2 nhé. Cái này thì một gốc lên 2 thân này. Đấy, rất là đẹp nhé, hoành gốc thì rơi vào tầm 25 nhé, 25 đến 30 này. Cây thì lộc lá rất là nhiều luôn, tàn cây là đấy, chia tứ diện rất đều luôn nhá. Đấy, nha. Đấy, gốc đế này. Đấy, rất đều và đẹp nhá. Ngày là ổi lá rí luôn nhá. Đấy, còn đây là cái số 3 nhá. Đấy này, cây này thì đang lên trái rất là nhiều trái luôn này, anh em các bạn thấy không? Hàng đang lên trái rất là nhiều trái luôn nhá. Đấy, anh em mua về chơi là khỏi suy nghĩ gì hết này. Gốc đế thì rất là ok nhá, rất là đẹp nhá. Hoành gốc thì được từ 25 cho đến 30 nhá. Đấy, tổng thể cây chia tứ diện nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Thì em có 3 cây tại trong vườn thôi nhé, không có nhiều. Thì anh chị em nào có nhu cầu mua cây thì liên hệ em ra số điện thoại 0355 823 389 nhé. Đấy, cây này cái số 3 nhé. Thì qua đây em cũng báo giá luôn nhé. Ổi la rí này em bán đồng giá là 1 triệu một cây nhé. 1 triệu một cây ổi la rí nha. Đấy, trái lên rất nhiều, rất đẹp luôn. Đấy, quay để cho anh em và các bạn thấy nha, đang lên bông lên trái luôn nhé.